Bằng chân ở vậy để dựng bàn riêng được không mê riêng thì prám dựng bàn đăng vì cô cũng được không ca prap ra nơi lưu bản đáng thật ta nơi lưu bản đáng bao giờ nâng ở miền ở vậy khác để dựng ảnh prà bán mình tha chi ô bà có rồi có mình tha chi ô bà có để dựng prà nơi lưu bản đáng rồi có ô bà có để dựng prà xâm áp to nơi lưu bản đáng cứ miền cần sắp nơi ai đi ở dựng bàn đăng hơi ai chân nó không mê riêng thông bày ní cứ ở vậy để dựng bàn thì vì muốn chân dường nâng mơ nó không lý nâng đăng cảnh tại chỗ bá thật ta kể ảnh vô về tục ra nó lại là bản khá là nó không nâng chân dựng hình tha nó về bắt chụp bón ở group divide từng o ảnh những thua ca chụp tầm nẹ tầm nôn khá nó lơ bần đàn tam bập hết này bần đàn xìm xìm khá ai tham biến sai rồi có ọt sai rồi có chụp tất cả internet đã bị chọn cái này dương nâng chụp tất cả internet để chọn nhưng ở vậy để dương khơi nó bị ba chụp bọn nâng vì thưa ở vậy để chia ca conflict rồi có cả đọc sai bằng hai nó lừa bình đăng này computer rồi có nó lừa computer đã chụp nó lừa internet đấy vì cứ chia cái ta vì tao ta miền nơi chúng niên muối đài ảnh những thuốc cà cấp cồn là lửa bình đẳng những bán đài trăm bát dương từ miền trung liên hàng bom miền chỉ được cái dương thái ai chỉ professional những chân được không mê riêng ní dương năng dây em phi ca dục bình đẳng là lửa network được cái dương thái bình đẳng đài dương riêng phi mê riêng muốn dục mà apply được cái dục viên mà prao nếu không mê riêng dương này chân được không nâng dương thằng đăng hồng pi tha ta ở vậy đại chỉ ca tụng nhẹ tụng lô khnía nơ lơ bình đáng tha ta kê prapra tơ lơ mac address rồi có prapra tơ lơ ip address đâm bay thua ca tụng nhẹ tụng lô khnía đại nơ không nâng khnía dương ban khơi nơ không mê riêng muốn ở vậy đại pra nơ lơ switch cứ kê pra mac address đâm bay mình nhận switch những thuộc cả record group mac address robot device chẳng ó nơi lơ computer device chẳng ó đã mình nơi lơ computer nâng nơi lơ switch chẳng switch score group device chẳng ó đã cần đặt một căn switch nâng chấm này router cứ vì nâng score được có vì ai nâng pra nâng không ca score này device đẹp chọc nơi lơ router nâng đặt pra pra tư lơ IP address chúng nó lựa IP address nó vì ai miền tập hợp này IP address ai miền tập hợp này IP address version 4 rồi có IP address version 6 đại chỉ address mới rồi có chỉ IP address mới đại nơi bất kỳ cái mà chân luôn cái para IPv6 như ngay và tại chúng này nơi bất kỳ cái chỉ dương cứ ở toàn para tiền đây là chung luôn này opaco đại cái para mình toàn miền đồng bào cả kháng chẳng việc prapra từ IPv4 cứ group chùm nuốn được không nơi sau IP đại kỳ ai pra bàn chẳng kỳ ở trong máy từ đó IPv6 nhân tế bằng chân dương khách tha vậy đại dương riêng tìm tì ở dương năng thuộc cả ảnh vọt tự màn dương nghi xua không cả trong trang bạn chân và sinh vật dương bạn ăn vật tế vì anh những thua dương nâng đăng ta tự sử đấy đọc về những cái ăn vật nâng vì anh thang dương đăng thua vì cái này nè từ cái này nè và tỏ chân ở lâu dương nâng chủ tự can mê thiến chân cùng non không mê thiến nâng dương nâng dây em bị đi vai đây là lơ bằng đáy để ai chụp trong nè tổ nông khí bán chân chân nó không chụm nói nó không ní cứ dương nâng dây em bị bằng đàn mình nên thành dây em bị đi vai đài chụp nó là network chân thật ta đi vai là khác đại ai chụp nó là network nâng bán hơi ở pra tờ lửa của khỏi đảm bày chụp tờ lửa bằng đàn nhạc bàn chân nó không nâng dương nâng chê thua ca config nó là device đã prapra từ lực sai rồi có ọt sai chứng ở đôi chân prapra tam dạ wireless nữa dương prapra tam dạ smartphone rồi có prapra tam dạ laptop đã miền wireless chứng dương lại prapra sai đi
dương nâng đăng bằng thang vì MAC address đại vì vốn dương thuộc đăng mà xa đại hết để tương tự MAC address đại kỳ prana lửa switch nâng IP address đại dương prana lửa bằng đăng computer chúng nói bật tốt dương nâng kia thuộc cả config chứng dương nâng config đại lửa bằng đăng đại mình thay một config đại lửa network card rồi còn network interface card đại prapra từ lửa xa rồi còn prapra từ lửa wireless chứng đôi thì dân khơi mình nên chứng thả dân ai pha tham tụ sạp đáy chứng dân cần đặt cả internet được wifi dân nên thuộc cả công nọt nở IP address chứng dân ai config đôi khuôn ánh rất có dân ai nên dục đôi swipe vào bọn chứng chỉ tụ tớ by default cứ vs thật nở swipe vào bọn chứng dân ở trong bạch thuộc cả config khuôn ánh đi mỗi tiết nâng khẩu này cứ dương nâng thuộc cả config nâu small wireless network đại dương kia ta chi wireless đại dương pra nâng khẩu tế chẳng dương ai config nâng khẩu wireless nâng đồng bày ai ôi ôp bà đại dương pra nâng khẩu tế kênh này chắc ăn wireless nâng bàn chúng nói bật tốt cứ dương nâng đăng cầm pi đặc biệt nó không cài config từ lờ firewall bản thân ở đây để dương khơi nó không firewall nó lờ computer bao chướng có miễn sạch nó khang nóng chứng chứng dương ban khơi vì mê riêng hôn đá tại tồn thường firewall chứng nó không ý cứ dương nâng config nó lờ opaco router đài chỉ integrated router để dân khởi miền firewall, miền switch, miền router, miền ấy đây dân khởi được không bị riêng môn để dân bàn riêng trên đá trên này nói dân nên check thuộc cả config cho lửa firewall chúng lại bắt top dân nên check config IoT device check internet or sync device chẳng chi chúng lại bắt top cái dân check nên đọc sai cho lửa bàn hai đặc cả lang cho lửa bàn đang chúng nó không nên cứ dừng ai đó sai bị bệnh ha nên dừng rộp mơ nên được đồng loạt sai đại trẻ tôn thân nên cả đó sai bệnh ha đã cả lần nên lừa bệnh tháng vì ngày muốn của dừng ban đi nằm vì troubleshoot đấy tại troubleshoot nó nên lừa device đại vì ai bệnh ha dừng nên đăng nằm vì vào mùa dùng hiến nên không cả đó sai lừa bệnh ha đã cả lần nên lừa device này chúng nó không nên cứ dừng đôi khi đã dừng đăng nằm vì dùng hiến không cả đó sai chúng vào mùa dùng hiến không cả đó sai bệnh ha thì cả lần nên lừa bệnh tàn chẳng được dừng qua wifi nước tiệt chẳng dừng ai connect căn wifi man rồi có dương cái này cho căn wifi hay internet ở ba chẳng dương ai nâng trượt cả thuộc cả đó sai từ lớp bằng hai đại cả là nâng đầu đặc biệt nè chẳng dương thử follow tam và mùi dùng hiện nâng tầm bây dương thuộc cả đó sai bằng hai đại cả là nâng chẳng chi chung nói chung cái đó chẳng chi chung nó sai đại em mình thêm chỉ bằng hai đại vì cả là chỉ thủ tấu nâng đồng nó sai đại chỉ thủ tấu nó không khai prapra nó lừa cả đó sai bằng hai đại cả là nó lừa phần đàn nhưng chẳng hạn vậy đại chỉ chúng ta cả láng để xa tại phía tràn đại nó lưu phần đài nhấn cứ vị tràn tất cả láng chỉ những nhau học chẳng được về được trường ban tri là không hề riêng nắng dương đang học bây giờ vậy khá đại chỉ bằng hà đại cả láng chỉ chúng ta nâng đồng nọ sai bạn chẳng dương chỗ tất cả chúng nói đi mũi cứ bằng mũi chạy mũi ông pi device đã chọn nó là bản đàn bản chương là lớp dương từ mở video ông pi mạc attraction và tỏ chương là lớp xong mở không video video năng lượng này. In this video, we are going to examine Ethernet. Nó không nói kì nâng lực vô ông bì kà ụt hò nó không kà prapra lưu MAC address. MAC addresses. But first, let's begin with an analogy of... Lâu dương mơ nó không vay đề kì bằng hàng ông bì kà tùm nẹ tùm nông khả nhìn nâng. Đài miên chmù Telesia, đài chong thua kà tùm nẹ tùm nông chmù nâng chơ mi nâng. Talithia wanting to communicate with Jeremy. Talithia and Jeremy are the only Teresi and Jeremy nung kư chi mà nữ pi nét đa nơ khnông bật tục tam mũi. Only two people in the room who were then hearing distance of each other. Chứng nơ khnông ní bật tục tam mũi chứng ảnh dây khnia sạp khnia lư ấy.
So without having to mention chứ nhà này cái ở miền mention ở miền ca thà ở miền hào chmu chemi nưng ấy Jeremy by name, Talitha just asks, hi. Chính Teresia nưng cứ còn thành giấy tha hi how are you tập năng ấy chính how are you. Jeremy knows Talitha is talking to him. Chính à Jeremy nưng biết đăng tha Teresia nưng cứ cầm bông thành giấy thà can còn đây ra ta nưng không tụt tầm mũi chính có tiền giấy hồ khné tập pi nè nưng ấy him and replies also without mentioning Talitha by name. Chính nó bị đai à chế mì nâng có lứ có chlai tư vinh gồm bàn bạp thà ở chmu thê lê xìa nâng đấy còn này chlai tư vinh thà hi I'm doing well thank you. But what if there are more than just chính cái thà cho bà sân bà ở vầy đà dương khơi nâng cư viên miên mà được chả ăn dương bì nẹ vinh nó không bình tục nâng vinh ta mạch đài two people in the room. Now if Talitha said, "Chính là lâu lúc nông Telsia nâng cứ dây mà xa tiết ha, hi, how are you?" Yes, hi, how are you? Each person in the room. Chính như khi nào mà đứa lúc nông tụt nâng chia ra, chính mà đứa nâng bắt con chia ra, sùa nà kì, sùa từng ngóc cái được cái sùa mùi nè. Is wondering who Talitha is speaking to. To ensure that Jeremy. Chứng đâm bay bà con tha Jimmy nâng đằng tha Talisia nâng cứ cùng dây dùm mùi cốt. He knows Talitha speaking to him. Talitha will include Jeremy. Chứng mà nè Talisia nâng cứ mà nè sợi nâng cứ nâng trâu dây mì xe nâng đòi trạm ở bì chmu bà cốt. Chứng mình nè tha ở mình xanh dùm mùi chmu Jimmy nâng. Jeremy's name in the message. Hi Jeremy. No, cái ta hi Jamie, how are you? Chẳng bà có chị Jamie nâng nâng chạy tỏ một vầy nhớ buổi với specific công ty chú bú mà nẹ nâng chẳng dư cầm bông ra giấy cho môi nâng Jamie nâng. How are you? Now Jeremy knows Talitha is talking to him. Okay, cái ta lâu Jamie nâng đăng thà Talitha nâng cứ bông giấy cho môi nâng Jamie nâng. And will respond using Talitha's name when speaking to her. Ethernet LANs use MAC address. Hello, you mean the Knong Ethernet LAN? Chang and the Knong Ethernet LAN, then could give proper to the MAC address. Addresses. Media access control. Chang and an opaco, like a proper the Knong address, done by to cassay, done by asset to can mail the top mood the Knee. All addresses to accomplish the same thing. Every nick and I'm in it we proper to learn at minute at a bay of you to make no my banning could get from practical make a training the same singing minute we do the knee and a little one dying up mina but tona good old knee could make a training good knee jing man get hand a knong every neck network into the canon network interface card has a unique 40 we mean unique 44 bit nei MAC address chứng đơ sa tae tùm hùm nei MAC address nưng we mean đal mean nei tha we mean tùm hùm bơ vi nưng kư 48 bit 48 bit MAC address embedded into the card represented in hexadecimal note hay nơ khnung 48 48 bit nưng គឺវាមានអក្សរឬក៏មានអ្វីដែលតំណាងនឹងគឺប្រព័ន្ធគោល16ដែលគេហៅថាជា hexadecimal ប្រព័ន្ធគោល16នឹងគឺវាមានពីលេខ0រហូតដល់លេខ9និងពី A ដល់រហូតដល់សូ F notation also known as a physical address ហើយអានឹងគឺគេស្គាល់វាថាវាជា physical address ចឹងអានេះអា48 bit MAC address ហ្នឹងគេហៅ physical address yes. The MAC address never changes ហើយនៅក្នុងអា physical address ឬក៏ MAC address ហ្នឹងគឺអត់ដូរបានទេចឹងគេបៀលមកប្រហែលគឺយកប៉ុណ្ណឹង and will be the same wherever the device ចឹងទោះជា device ហ្នឹងស្ថិតនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏
Device is located. An Ethernet MAC address. Nếu không MAC address nó cứ vì miền Bắc này, cái này thì mỗi cứ OIU, cái ta chỉ organizational unique identifier. TP cứ vendor assign, rồi có dùng para nếu không specific robot vendor. Has two parts. The first 24 bits. Chứng mặt cả nạt khăn bốc đài kia pra pra tự lưu mà phải 4 bit đài đồng nàng oi organizational unique identifier đôi present the organizationally unique identifier or OUI. This is the vendor. Chứng ảnh nâng cư chỉ vendor rồi có kẻ hạ thật chứ manufacturer portion of address mình thấy cứ chỉ address mũi đại kế pra xâm phạm bình chạy ảm phí thả ta cổng hôn rồi có ruộng chạy rồi có specific tờ lờ nẹt ná đại quạt chìa mặt chạy rồi có nẹt đại phần lật mẹ khát nâng màu nhưng chẳng đôi dân khơi như khăn ông mà cả nát bây hàng mộng ní cứ xôn xôn đọ học sắp đọ bị ác nâng nâng cứ chìa OUI nhàng anh or manufacturer portion of the address. For example, chẳng kể ưu tố thà one of several OUI codes associated to Cisco system. Nếu không nâng đại diện khơi nếu không organizational unique identifier nâng tại tôn tên nâng bọn rồi bọn Cisco đưa cổ bà đạc nâng cứ phá lật rồi bọn Cisco chẳng kì miền lê cổ sụp qua cái cứ xôn xôn học sắp bị ạc chẳng tàu is 00602F as shown in the example. Bà chân khơi đôi nó không ủ thò nên chẳng đấy. Nhưng chẳng bỏ bỏ trong hôn đè lên chẳng tới cái palette xâm rạp đè lên chẳng cái miền lịch cột xâm rạp đè lên chẳng tới. The second 24 bits. Nhưng chẳng mà phải 4 bit nơi càng cao vĩnh cứ chi vendor assign. Are assigned by the vendor and unique to that particular OUI. Chẳng hạn nó có chia ở vây đa prao xâm rạp thức hà sang nhưng không mạng trẻ này đấy tầm bây thư ơi nè mình nghe thêm tầm bây thư ơi mạng trẻ nó lơ đi vài nâng mũi cứ vì dù nịch nên là mũi gì chẳng chị ưu tố đại dương khơi nó không vendor sang chẳng kào bây tùng nâng cứ miền bây ế đọ xôn bớ đọ bì xì for example 3A 07BC is unique to the vendor code 00602F. Chứng xong bật chạy làng quên tích hạ bây tung khẳng mục nâng cứ chia specific robot vendor rồi còn những thà chỉ là bỏ đại cái bia bị rộng chạm màu ưu to thà chỉ là bỏ môi đại cái bia sử dụng cầm hôn Cisco ao tập hợp quan bọc Cisco cứ kịp ra lệch nâng chứng group device được không? Mình thay nó lên laptop, nó lên desktop, nó lên port này để cái miền Mac address nó cứ kịp ra lệch code nâng. Đảm bây ai full là nâng hai viên unique cứ kịp ra bắt từ lên vendor assign mua tiếp. Đảm bây thưa ai network card nâng rồi cứ thưa ai ở ba co để miền bản tech card nâng viên unique cứ cái miền vendor assign nó khẳng cao. Chứng nó không vendor assign nó khẳng cao nó cứ thưa ai network hạn mùi nó cứ miền tầm mùi để mình tham mạch ở trái nước miền tầm mùi ở cục ô bà cò xem xếng cứ tu chỉ network hạn nâng đôi khi cả đó cố vì khó ả lê cả tôi bây tung nâng đài MAC addresses are 48 bits. Bạn chẳng thật chăm thả MAC address cứ xài sập phẩm 7 bit. Anh chẳng ở lâu dùng mơ thả anh nâng mạch bàn vì chỉ vì xài sập phẩm 7 bit. Chứng nó không nâng cứ việc bàn chạy vì mà mình tham mùi mặt tông bọc viên ý xôn xôn ý học sắp vì bày ế xôn bớt hay nâng bì xì chứng mình tham mùi tông nâng cứ sma nâng phẩm bấy bít phẩm bấy mùi vì bấy bốn phẩm phẩm mùi đó xài xa phẩm bấy chứng mình tham việc cứ xài xa phẩm bấy bít
with the OUI and vendor assigned portions, each being 24 bits. MAC addresses are typically represented. Chang any ku vimin pramoy hexadecimal digit, chan eki papita hexadecimal. Hexadigit, you papi hexadigit son son, hong sub pi a, an anku makton makton anku moy hexadigit, and German trauna. In hexadecimal, six hexadecimal digits for each portion. Ethernet MAC addresses are used for NIC card to NIC card communications on the. Chính những khách hàng nào không nâng vì ai tụng lại tụng nổ bán tạm dạng network card là nơi không nâng dường khách hàng vì bản đại nhận ngó việc chụp tất cả switch nâng nơi lời network tạm mùi đề. Same network. On an Ethernet LAN there. Chúng ta khuyên thay nó không internet LAN, chúng ta không local area network, nên cứ kể ai chụp 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 mùi nâng ổ bà gò chụp chụp. Can be multiple devices. Similar to Talithia speaking to Jeremy. Vì sự riêng nâng Talithia chụp mùi, dây chụp mùi nâng chìa mì nâng đá. When a device on a LAN needs to. Chúng ta nó bê đài device nâng lơ bàn đài nâng, vì trở ca tụng nạ tụng lô khả ní. Came with another device on the same. Chọn thứ can tổng device same same network tại it is important that that device. Chính vì miễn sản chọn nhé, đại group device tiếng off with trợ tài miễn MAC address of the destination. Này cả cô đảo để dựng chọn sân mi sẹt tàu. In the message, otherwise the device. Chúng bọn mình chân thế bọn mình import ta MAC address rồi bỏ destination message để dựng trong nhà nâng thế chẳng quyền đăng tháp nhà tả mũi nè. Users won't know who the message is for. When PCA sends a message. Chúng kia thà chỉ ưu thó nực nông nâng cư nâng về đài PCA nâng trong sân message to can printer B. Message to printer B. It will send it to printer B's MAC address. Chúng viên đang send tới căn printer B MAC address. Address. Routers on an Ethernet LAN will also. Chúng router đã hay miền lơ internet LAN nưng để dựng khởi router. Dự khởi router D ní. Chúng viên đang miền nơ network card, sản phẩm chụp nơ khung miền là chụp nơ lơ LAN nưng chụp với nia. Yeah, which means it has. Chúng mình nói là we mean MAC address được kia, nơi lơ router này. An Ethernet MAC address. Notice router D has. Chúng mình nói là nơi không router D nâng cứ dùng sự kết khởi we mean network card P đại chụp đại dùng khởi mean EE bay đòn này hay D bay đòn này. Chúng mình không MAC address đại khăn cầu nâng. Two Ethernet NICs, one for each network. Chúng mình nên thay port mùi nâng cứ việc bảo sản phẩm connect. That is what routers do. Hay những khách hàng nâng cứ router nâng viên nâng connect tất cả multiple network. Mình nên thay bật đàn ạch xinh xinh khả nè. Bật xinh khi dây thay nó không bật đàn tả mùi. Mình nên thay viên thật nó không đốt nó không bật tục tả mùi chăng. Bật xinh khi kênh dây phi bật đàn trả ơn. Đại sự thật nó không bằng đáng xinh xinh khả nế. Vì đôi bật tục đạch đợi lại bị khả nế. Connect to multiple networks. Router D's Ethernet NIC. Chẳng được khả nông ní, router D nâng cứ miền Internet, miền Ethernet Network Interconnect mũi. With the address that ends in. Chẳng có vì miền address nâu nếu chụp đại dương khơi miền nơi khẳng cao cái bầy cái tùng nó cứ ở sọ đi tặng ngọn nắng. Chính nơi khổng nếu dương khơi thay nơi khổng router đi nắng cứ vì miền address đại dương khơi nơi khẳng cao cái nó cứ sọ đi bầy đó. Is only used to communicate with. Chính nơi khổng nếu cứ vì prao sản phẩm thức ca tùm lại tùm lộn cho mỗi nâng device xem xếch tạm dạ port nắng. Other devices on the same network. Chính vì ai tụm nét tụm nôn cho mỗi nâng PC A, PC B có server C. Đại vì sẽ tận nét network cho mỗi khả nế. PC A, printer B,
and server C. Router D is Ethernet. Chính nơi trong router D nưng គឺ យើង ឃើញ មាន network interface card មួយ ទៀត ដែល វា មាន address ដែល យើង ឃើញ EE ខាង ក្រោយ នឹង គឺ 3 hexadecimal digit អញ្ចឹង E ក្រោយ ក្រោយ គេ នឹង NIC with the address ending in all E's is used to communicate with devices on a separate ចឹង network interface card ដែល មាន SOC E នឹង វា ប្រើ សម្រាប់ ធ្វើ ការ ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ នឹង device ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ដែល connect នៅ កន្លែង port នឹង ទៅ អញ្ចឹង នៅ network ផ្សេង ផ្សេង ពី network ដែល យើង កំពុង តែ ប្រើ នៅ ក្នុង network interface card អក្សរ D 3 ដង នឹង port network. This NIC cannot be reached by devices on the other LAN such as PC. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង network card ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាមិនមានន័យថានៅក្នុង PCA ហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង network interface card ដែលមានភ្ជាប់នៅក្នុង E3 ដងហ្នឹងទេ CA when server C sends a message ចឹងគេថានៅក្នុងនេះនៅពេលដែល server C ហ្នឹង send message វា send ទៅលើ device ផ្សេងផ្សេងទៀតតែនៅក្នុង network ដតៃទៀតមានន័យថា send ទី device នៅលើ network ផ្សេងផ្សេងទៀតខុសពីឡើយហ្នឹង another network it will send the message អញ្ចឹងវានឹង send message ហ្នឹងទៅកាន់ router D សិនអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវឆ្លងកាត់ AD ហ្នឹងសិនទើបវាអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ device ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុង network ផ្សេងគ្នា two router D's MAC address ending in all D's router D ចឹងគេអញ្ចឹងវាឆ្លងមកដល់ router D ហ្នឹងតាមរយៈ network interface card ដែលមាន DD នេះអញ្ចឹង DD ហ្នឹងវានឹង forward ទៅបន្តទៀត forward a message ដែលគេផ្ញើពី server C ហ្នឹង D will forward this message of the appropriate interface អញ្ចឹងវា forward ទៅកាន់ interface ណាដែលវាត្រូវជាមួយនឹងគោលដៅនៃការផ្ញើ message ទៅកាន់ device ហ្នឹង towards the destination device